Hôm nay Anna sẽ hướng dẫn các bạn một danh mục các loại thực phẩm mà bạn càng ăn nhiều thì mỡ của bạn càng được đốt cháy. Bạn ăn càng nhiều thì cân nặng của bạn càng nhanh chóng được giảm đi. Và Anna gọi đây là danh mục thực phẩm tàng hình. Tàng hình có nghĩa là gì ạ? Tàng hình có nghĩa là mình ăn vào, tế bào của mình có đầy đủ chất dinh dưỡng để hoạt động, nhưng những cái mô mỡ của mình thì nó lại nghĩ là mình đang không ăn gì cả, vì thế mà nó kích thích đốt cháy toàn bộ những cái mỡ dư thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng là cái phần mỡ rất là khó xử lý, khó bị đốt cháy, cũng như là nó gây ra rất nhiều những cái tình trạng bệnh lý cho chúng ta. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến phần chi tiết, tức là danh mục thực phẩm tàng hình này gồm những loại nào nhé. Đầu tiên chúng ta phải kể đến những cái loại thực vật có màu xanh như thế này ạ, trông như những đóa hoa đúng không ạ? Cái này gọi là cải bó xôi. Ngoài cải bó xôi, cùng dòng với nó còn có một loại gọi là cải xoăn. Nhưng mà cái ngày mà quay cái clip này thì cải xoăn chưa được thu hoạch. Cho nên rằng là hôm nay Anna chưa giới thiệu được cải xoăn. Anna sẽ nhớ là mình còn thiếu giới thiệu cho các bạn cái cải xoăn trông hình dáng nó như thế nào. Cải bó xôi á, thì khi mà chúng ta ăn á, thì chúng ta để ý này, hiện tại là cải bó xôi được trồng khá là nhiều và được trồng cả trên đất lẫn cái cách trồng gọi là thủy canh. Thì nếu như mà chúng ta trồng ăn được cái loại mà thủy canh ấy thì tốt hơn. Và khi mua cải bó xôi các bạn nhớ là để ý là nó đang còn nguyên cái núm của nó như thế này. Thì khi mà còn nguyên núm như thế này thì chứng tỏ là nó tươi. Và có một đặc điểm là khi mà bạn sử dụng nhiều cải bó xôi thì bạn sẽ thấy rằng là cải bó xôi nó rất là nhanh héo, nhanh vô cùng luôn. Nếu mà mình để ở nhiệt độ thường bên ngoài như thế này thì chỉ sau khoảng 3 tiếng thôi là nó đã héo rồi. Thế cho nên rằng là lại có một cái ưu điểm là rất dễ phát hiện là cải bó xôi này là tươi hay không tươi, đúng không ạ? Rồi, cái thực phẩm màu xanh tiếp theo mà Anna muốn giới thiệu với các bạn đó là mạ lúa mì. Đây là mạ lúa mì. Mạ lúa mì này thì là được tính là một siêu thực phẩm rồi. Anna đã có làm một cái video clip nói về cái công dụng của mạ lúa mì. Và mạ lúa mì nó có cái đặc điểm đặc biệt hơn tất cả những loại thực vật màu xanh khác, đó là cái hàm lượng diệp lục ở trong mạ lúa mì nó lên đến tận 70%. Ví dụ như thế này, cũng là cải bó xôi, tất cả những cái loại rau, đặc biệt là rau họ cải mà màu xanh như thế này, thì cái đặc điểm khiến cho cơ thể của chúng ta rất cần đó là nó có rất nhiều diệp lục. Tương tự như vậy, mạ lúa mì cũng có nhiều diệp lục, nhưng cái điểm khác nhau ở chỗ là bạn chỉ cần 30ml mạ lúa mì uống mỗi ngày thì cái hàm lượng dinh dưỡng đó bằng khoảng 1 cho đến 1,5kg rau xanh. Như vậy có nghĩa là gì? Có phải là chúng ta chỉ cần ăn mạ lúa mì hoặc là uống nước ép của mạ lúa mì là chúng ta sẽ không cần dùng đến những cái loại rau họ cải, ví dụ như là cải bó xôi hay không? Thì cái điều này là không đúng nhá. Dù là một loại thực phẩm có tốt đi bao nhiêu chăng nữa thì nó cũng không thể nào thay thế hoàn toàn được những cái loại thực phẩm khác. Cho nên nếu như bạn có được mạ lúa mì thì tức là cơ thể của bạn có được cung cấp một cái lượng oxy rất là lớn. Mạ lúa mì ngoài cái việc là có thể cung cấp oxy để giúp đốt cháy mỡ này, nó còn cung cấp oxy để giúp cho tất cả các cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta chống được cái hiện tượng oxy hóa, và vì vậy mà nó trẻ, khỏe và phòng chống được rất là nhiều bệnh tật, đặc biệt là những triệu chứng viêm. Rồi, có một cái loại tiếp theo mà chúng ta nhắc đến đấy là cần tây. Cần tây á, thì nó khác cần ta ở chỗ là cần tây rất bự, còn cần ta thì bé. Bạn khi mà bạn ra chợ thì bạn sẽ thấy ngay được là khó mua cần tây, còn cần ta thì có rất là nhiều. Cần tây là một loại thực phẩm siêu đốt mỡ và nó cũng có hàm lượng nước rất là nhiều. Và cần tây này nó giúp cho cơ thể của chúng ta làm nóng được các cái tế bào lên và nó kích thích cái cường độ trao đổi chất của chúng ta mạnh lên. Bởi vậy cho nên rằng khi mà bạn sử dụng những cái loại thực phẩm này thì bạn sẽ thấy rằng là tự nhiên cân nặng của mình được giảm đi. Đó là bởi vì khi cường độ trao đổi chất được đẩy tăng lên thì lúc đó cái nhu cầu đốt cháy mỡ để tạo thành năng lượng cho cơ thể hoạt động nó cũng tăng lên. Còn bình thường khi mà chúng ta nhịn ăn ấy, chúng ta không ăn gì cả, hoặc là cả ngày chúng ta chỉ ăn một cái miếng bé xíu cái gì đó, thì cái lúc đấy nó sẽ làm cho cái cường độ trao đổi chất của chúng ta giảm xuống. Và khi như vậy thì chúng ta lại bị giảm bớt cái nhu cầu năng lượng, và như vậy lại không kích thích đốt mỡ được. Và khi mà bạn ép cần tây thì bạn sẽ thấy rằng là bản thân cần tây có một cái sớ rất là dai.
tất cả những cái loại rau củ mà có cái sớ dai như vậy thì đều giúp chúng ta phòng chống ung thư và phòng chống những triệu chứng viêm, bao gồm cả dư cân và béo phì. Mình còn có thêm một loại nữa, đó là xà lách. Xà lách có rất nhiều loại, đây là một trong những loại xà lách mà bạn có thể dùng. Bạn có thể sử dụng tất cả những cái loại xà lách khác nhau. Xà lách cũng có một đặc điểm giống như là cải báo xôi, đó là thành phần của nó hơn 90% là nước. Do đó cho nên là nó rất là dễ héo. Và cũng bởi cái đặc điểm như vậy mà bạn rất dễ phân biệt đâu là xà lách tốt và đâu là xà lách mà đã bị để qua ngày. Và bạn hãy chọn ăn những cái loại xà lách mà còn tươi nhất nhé. Và xà lách cũng như những cái loại rau khác thì nó giúp cho chúng ta có thể cung cấp được nhiều nước cho cơ thể. Trong cái nguyên lý mà đốt cháy mỡ, mình rất cần nước. Mình rất cần nước tốt và mình cần những cái loại rau củ quả có thể cung cấp được cái nguồn nước đấy trực tiếp cho mình luôn. Vậy là chúng ta đã đi xong cái nhóm rau xanh. Ở đây thì Anna cũng có thêm bông cải xanh. Bông cải xanh cũng được xếp vào cùng một nhóm với các cái rau xanh họ cải nhé. Không biết các bạn có nhìn rõ không ạ? Cái này là Anna xin phép Anna dùng tay luôn. Cái này là rong biển. Và trong rong biển thì có rất là nhiều fucoidan. Đây được xem là một trong những cái hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất. Và rong biển, cái bản thân của rong biển, cái sớ cũng rất là dai. Do đó mà nó sẽ giúp cho tế bào của chúng ta có thể sử dụng được những cái dưỡng chất trong này và tăng cái khả năng đốt cháy mỡ lên rất là nhanh. Bên cạnh đó nó cũng làm cho cơ thể của chúng ta sạch hơn và được cung cấp cực kỳ nhiều dưỡng chất protein ở trong những cái loại rau như thế này. Rồi, chúng ta đến một chút với cà chua. Cà chua thì có rất là nhiều lycopene. Và trong cà chua, ngoài cái việc mà nó có nhiều lycopene thì nó cũng cung cấp cho chúng ta một cái lượng nước rất là tốt. Và bạn nhìn này, cái quả cà chua thì cái vỏ nó rất là trơn bóng. Và khi cái vỏ nó trơn bóng như thế thì mình ăn vào thì mình cứ hình dung là cái da của mình cũng sẽ trơn bóng như cái vỏ của cái quả cà chua. Tuy nhiên khi bạn ăn thì có một cái mẹo nhỏ như thế này mà chúng ta không biết này. Đó là thường chúng ta không biết là cái hạt cà chua nó có cái tính hàn rất là mạnh. Đối với những người béo mà thuộc dạng béo dư nước ấy, là trông người của mình nó hơi bị chảy và mỡ, thì nếu như bạn còn ăn hạt cà chua thì nó sẽ làm cho cái tính hàn trong cơ thể của mình tăng lên. Và khi tính hàn tăng lên á, thì bạn lại càng giữ nước và bạn lại càng bị tăng cân. Cho nên rằng bạn khi ăn cà chua, cách ăn cà chua tốt nhất là bạn sẽ ăn và bỏ hạt của nó. Chúng ta đến với một cái nhóm thực phẩm gọi là quả mọng. Nhóm thực phẩm quả mọng này có một đặc điểm là nó không nhiều đường. Từ từ nhá, Anna đang cầm trên tay một cái chùm nho nhỏ xinh. Cái chùm nho này á, nó là nho Phan Rang của Việt Nam. Tại sao Anna lại sử dụng cái nho Phan Rang của Việt Nam? Bởi vì là cái nho này là cái nho mà trồng trên đất nước của mình. Cái hàm lượng đường của nó nhẹ nhàng chứ không giống như là những cái loại nho của nước ngoài. Những cái loại nho của nước ngoài thì thường họ dùng những cái giống biến đổi gen rất là nhiều. Bởi vậy cho nên nếu ở Việt Nam chúng ta ăn được cái nho này là tốt nhất. Bởi vì nó còn nguyên hạt này và nó trồng trên đất nước của mình, nó phù hợp với cái thể trạng của người Việt Nam. Và nó làm cái hàm lượng đường của nó thấp hơn. Đấy, Anna nhắc lại ba cái yếu tố. Bên cạnh đó thì Anna đang cầm trái dâu tây. Dâu tây này, hay là dâu tằm này, hay là quả mâm xôi, quả việt quất, tất cả những loại quả đó được xếp vào nhóm quả mọng và là quả dại. Và đối với những cái loại quả mọng và quả dại thì nó cung cấp cho cơ thể của chúng ta một cái lượng dưỡng chất vô cùng lớn, đặc biệt là những chất chống oxy hóa. Với những cái chất chống oxy hóa đó thì nó sẽ giúp cho những cái tế bào cơ và mỡ cũng như là toàn bộ những cái hệ thống ở các cơ quan trong cơ thể của chúng ta sẽ được trẻ hóa hoàn toàn. Thì khi mà người ta nghiên cứu thì thấy rằng là cái tác động của những cái loại quả mọng nó có tác động rất là lớn trong cái việc mà phòng chống oxy hóa này, phòng chống ung thư và đặc biệt là làm cho cái cơ thể của chúng ta nó giống như là nó được hồi xuân. Thì đây cũng chính là những cái lý do mà bạn cần phải bổ sung thêm cái danh mục thực phẩm này. Và trong những cái loại quả mọng mà Anna vừa kể tên thì nó có rất nhiều anthocyanin, nó là một cái hoạt chất sinh học rất là hiếm. Thì kiwi cũng vậy, cũng là được xếp trong cái bộ các cái loại quả mọng. Vì được xếp chung trong bộ quả mọng cho nên là nó có khả năng phòng chống ung thư và có khả năng cải lão hoàn đồng rất là tốt, chúng ta nên bổ sung. Đặc biệt
là các cái bộ mà các loại quả mọng. Anna nhấn mạnh lại là nếu như bạn đang có cái nhu cầu là phòng chống bệnh tật và phòng chống ung thư còn cao hơn cả là giảm cân thì bạn cần phải ăn. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển một chút sang đây. Ở đây chúng ta có một trái gọi là trái ớt chuông. Trái ớt chuông này được Yobo sử dụng rất là nhiều trong những cái liệu trình nước ép. Bởi vì sao ạ? Đối với những cái loại quả mọng thì cái nó rất là mềm, cho nên là chúng ta rất khó để mà ép nước, đặc biệt là khi mà ép bằng cái máy máy ép chậm và máy ép thủy lực thì nó phải giòn giòn thì mới dễ ép. Còn nếu mà nó cứ mọng mọng hoặc là tất cả những cái loại rau củ nào mà bột bột hoặc là chín mềm là đều không ép được hết. Thế thì ớt chuông thì được sử dụng nhiều trong nước ép cũng như là để ăn. Thế thì nhiều người thấy rằng là trái ớt chuông này nó khó ăn và thường chỉ để xào thịt bò thôi. Nhưng mà thực ra khi mà xào thịt bò lên á, thì cái hàm lượng nước của nó bị bay hơi và nó tạo ra một số những cái hoạt chất làm cho nó có mùi bị đậm hơn. Còn khi ăn sống thì vị của nó lại có một cái vị ngọt nhẹ và ăn rất là dễ. Và trong ớt chuông á, ngoại trừ nó có nhiều màu, nó có 3 màu, trong màu vàng và màu xanh thì có rất nhiều carotenoid, trong màu đỏ thì có rất là nhiều lycopene, đều là những cái hợp chất sinh học có khả năng trẻ hóa cũng như là giúp cho các bạn đẩy lùi được cái quá trình hình thành mỡ. Đặc biệt là trong ớt chuông còn có một cái hoạt chất là capsaicin. Hoạt chất này giúp cho chúng ta có thể đốt cháy mỡ rất là nhanh chóng nhé. Anna nhấn mạnh lại là rất là nhanh chóng. Đồng thời ớt chuông còn cực kỳ tốt cho sinh lý, đặc biệt là sinh lý nam. Cho nên có rất là nhiều những cái lý do khiến chúng ta cần phải bổ sung thêm cái loại quả này vào cái danh mục thực phẩm mà ăn hàng ngày của chúng ta nhé. Táo thì có hai loại, táo xanh và táo đỏ. Đương nhiên trước tiên á, là táo là được rồi. Nhưng mà táo xanh với táo đỏ thì khác gì nhau ạ? Thực chất thì với cái màu sắc như thế này nó cũng có liên khắc một chút đến cái hàm lượng dinh dưỡng ở bên trong quả táo. Tuy nhiên thì nếu mà xét ở cái góc độ đốt cháy mỡ thì táo nào cũng giống nhau cả thôi. Chỉ có điều là bạn chọn được cái loại táo sạch ăn hay là bạn không không biết chọn cái loại đó. Khi mà bạn ăn á, thì bạn hãy chọn loại táo số 3, là cái loại mà Anna khuyến khuyến nghị là tất cả những khách hàng của Yobo cũng như là các bạn thường xuyên theo dõi kênh của Yobo sử dụng. Tại vì táo số 3 là loại táo mà không xử lý sau thu hoạch. Tiếp đến á, bạn sẽ chọn chọn táo số 9 là táo organic. Tại sao nó lại được xếp phía sau táo số 3? Tại vì táo organic thì đắt hơn, khó mua hơn, không phải lúc nào cũng có. Còn táo số 4 là những cái loại táo mà được xử lý sau thu hoạch. Thế thì có một điều như thế này này, ngay cả khi mà mình sử dụng táo số 4, nếu mình biết cách sử dụng thì nó cũng không khác gì táo số 3 lắm đâu. Bởi vì thường á, khi mà táo được nhập về đến Việt Nam chẳng hạn, vì táo này là chúng ta phải nhập. Khi mà chúng ta nhập táo về đến Việt Nam thì thường nếu như mà bạn mua được của cái đơn vị mà người ta nhập táo ấy thì nó sẽ rất là tốt. Bởi vì cái đơn vị đó họ mới bắt đầu chia táo ra để chuyển đi khắp các cái cửa hàng lớn bé và siêu thị để bán. Có thể táo khi được chuyển đến các cái hệ thống cửa hàng lớn bé thì tại tại cái kho mới đó nó mới được xử lý thêm một cái lớp bảo quản nữa. Chứ còn những cái đơn vị mà nhập khẩu về mà mình biết á, thì thường là chúng ta sẽ được ăn táo táo tươi thực sự. Cho nên rằng là dù là táo số mấy đi chăng nữa mà cái nguồn gốc mà chúng ta không biết là chúng ta đang mua của nhà cung cấp nào thì cũng khá là khó để phân biệt được là nó có nhiều độc tố hay không nhiều. Trong táo có rất nhiều pectin và cái hợp chất này chính là một trong những cái hợp chất mà làm cho táo vô cùng quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Jim Jones có nói một câu rằng là mỗi ngày ăn một trái táo thì không phải tìm đến bác sĩ. Và các bạn thấy rằng là không phải là chúng ta ăn là dồn 7 trái táo chúng ta ăn trong một ngày đâu nhá. Cơ thể của chúng ta không quen với điều đó. Mà chúng ta phải rải rác ra mỗi ngày chúng ta ăn một trái táo. Được chưa? Và táo nó có một cái vị ngọt. Cho nên rằng là khi mà chúng ta bị đói á, mà chúng ta ăn một trái táo thì nó dễ chịu. Nó khác với một số bạn là hay ăn, ở Việt Nam chúng ta có quả bưởi cho nên là chúng ta hay ăn bưởi để giảm cân. Nhưng mà cái quả bưởi đó thì nó có cái vị chua và nó là gốc của trái chua. Cho nên rằng là nếu mà xét về cái mức độ là an toàn cho cơ thể khi ăn một thời gian dài thì táo là được ưu tiên hơn nhá. Chúng ta đến với một loại quả là quả ổi. Quả ổi này này, nếu mà mình tìm kiếm những cái tài liệu của nước ngoài á bằng tiếng Anh
thì chúng ta rất là ít thấy có, là bởi vì sao? Bởi vì nó có ở Việt Nam. Nếu mà so sánh về dược tính học á, thì quả ổi này rất là tương đồng với cả trái táo. Và nhất là ổi, cái loại ổi mà Anna chọn đó là ổi đào. Thì thế này, khi mà bạn, ngay cả đối với những bệnh nhân bị tiểu đường thì cũng được các bác sĩ khuyến cáo là ăn nhiều ổi và nhiều thanh long. Có điều rằng là do là ví dụ ở miền Nam thì có ổi đào thì rất là ngon, còn ở miền Bắc thì có thể là ổi không được, cái vị của nó không được ngon và dễ ăn như là ở miền Nam, cho nên là thường là mình bị ngán. Chúng ta khi trong cái quá trình giảm cân, nếu chúng ta uống nước ép ổi hoặc chúng ta ăn ổi thì thường xuyên thì nó có khả năng là tiêu hóa mỡ cực kỳ nhanh, nó có khả năng là đốt cháy mỡ kinh khủng luôn. Nhưng bạn cũng không nên ăn quá nhiều, bởi vì như Anna có chia sẻ từ đầu, bất kể một cái loại thực phẩm nào, cho dù là nó có cái đặc điểm tốt đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay thế được hoàn toàn những cái loại thực phẩm khác. Và một cái gì đấy nhiều quá cũng không tốt, quan trọng là chúng ta phải biết ăn cân bằng. Vì vậy, nếu như mà bạn ăn thì bạn cũng hãy luân phiên với những cái loại rau củ quả khác, chứ đừng chỉ ăn riêng một mình quả ổi. Và ngoại trừ cái quả ổi này thì cái lá ổi khi bạn xao lên và bạn dùng để mà nấu nước như là nước trà ấy để uống, thì với một cái cách uống là uống rất là nhạt nhé, thì nó cũng giúp cho bạn đốt cháy mỡ cực kỳ nhanh, đặc biệt là với những ai mà muốn giảm khoảng chừng 20 cân, thì đó cũng là một cái cách mà mình có thể bổ sung thêm vào. Và bởi vì thế này ạ, khi mà đến nói đến cái cơ chế của cái quá trình tác động đó thì bạn sẽ hiểu rõ hơn tại sao mà khi ăn những loại thực phẩm này thì nó sẽ làm cho chúng ta có thể gầy đi một cách nhanh chóng. Nhớ là nếu như bạn có tính là sử dụng cái lá ổi xao lên, sau đó phơi khô rồi để nấu nước trà ấy, thì bạn hãy nhớ rằng là bạn uống rất là nhạt và uống rất là ít thôi nhá, chứ mình không uống nhiều, không uống thanh nước được đâu ạ. Và khi chúng ta kết hợp luân phiên với những loại thực phẩm khác thì thậm chí chỉ sau 2 tuần thôi, bạn sẽ thấy cái kết quả giảm mỡ của mình nó gần như là có những cái cục mỡ hoàn toàn biến mất. Rồi, chúng ta sẽ đến với một cái loại trái, đó là trái bơ. Hiện tại mình chỉ có cái giống bơ bút này là bây giờ nó còn mùa thôi. Bơ của chúng ta thì bây giờ cũng gần như là có quanh năm, gần như thôi. Thì cái trái bơ này á, đặc điểm là nó có rất là nhiều omega 3, tức là những cái loại axit béo tốt. Và khi mà mình ăn trái bơ thì trái bơ bản thân nó không không làm cho chúng ta bị béo. Mà cái cách chúng ta ăn là chúng ta ăn trái bơ với đường và sữa, thậm chí là với kem nữa, chúng ta trộn lên, thì chính những cái điều đấy mới làm cho chúng ta béo. Trái bơ này thì thường mình nên ăn chín tới và mình ăn luôn, không cần phải qua chấm gì cả. Bạn nếu mà bạn có thể ăn bơ với một chút vị mặn á, thì bạn có thể trộn nó vào salad. Nhưng mà bạn nhớ rằng là mình không thể ăn nhiều quá được, đặc biệt là trái bơ. Bởi vì thế này ạ, bơ nó làm cho mình đẹp da. Nếu bạn sống ở những cái vùng đất mà trồng được bơ, tức là cái khí hậu thổ nhưỡng ở đấy nó làm cho ra được trái bơ, nó làm cho trái bơ chín ấy, thì bạn có thể thậm chí đến những mùa bơ bạn có thể ăn mỗi ngày một trái, mỗi ngày nửa trái không sao. Thế nhưng bạn sống ví dụ như ở cái vùng như Sài Gòn của chúng ta là nắng quanh năm, hoặc là bạn mùa hè ở Hà Nội mà mỗi ngày bạn ăn một trái bơ, nó sẽ làm cho da của chúng ta chảy xệ hết. Khi mà mình sử dụng thực phẩm, mình còn phải tính đến một cái là khí hậu và thổ nhưỡng của cái vùng đấy. Cho nên là ăn cái gì cũng ăn vừa phải nhé, ăn một miếng chứ không phải là một lần mình ăn cả trái. Ok chưa? Nó mới sinh ra là có nhiều loại quả khác nhau để cho chúng ta có thể luân phiên và thay thế. Rồi, cái quả tiếp theo cũng rất là ngon và là một cái quả đặc trưng cho cái vùng tropical của chúng ta, đó là quả thanh long. Quả thanh long. Quả thanh long nếu như bạn ăn được cái loại thanh long ruột đỏ thì nó còn ngoài cái việc là nó giúp cho chúng ta hạn chế được những cái nồng độ đường quá cao ở trong máu. Bạn chọn được thanh long ruột đỏ thì nó sẽ giúp hỗ trợ cho cả về cái hàm lượng hemoglobin trong máu của mình nữa. Nên nếu như bạn nào mà bị thiếu máu mà lại, tức là mình dễ bị chóng mặt, mình bị huyết áp thấp nhưng mình lại mập, thì mình hãy chọn thanh long đỏ để mình ăn nhé. Nhớ rằng là ăn thanh long đỏ thì nó sẽ ngọt hơn thanh long trắng, cho nên mình cái lượng tổng lượng mình ăn mình phải giảm bớt đi. Ăn thanh long trắng có thể mình ăn 1 phần tư trái, nửa trái, nhưng mà thanh long đỏ thì mình giảm xuống một nửa của cái lượng đấy. Ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một loại quả tiếp theo, đó là trái dưa lưới. Dưa lưới nó có nhiều loại nhưng mà Anna thích cái loại này này, chỉ tầm khoảng 1 cân đến 1,2 cân thôi.
Và dưa lưới là một loại siêu thực phẩm nếu bạn tìm được cái hàng organic, tức là hàng sạch. Còn nếu mà không thì nó được biến đổi gen rất là nhiều và có rất là nhiều hình dạng lẫn kích thước. Và khi bạn ăn thường xuyên bạn sẽ phát hiện ra. Còn nếu bạn ăn lần đầu thì bạn giống như là nếu chúng ta chỉ mới biết ăn cái yến vụn ấy thì chúng ta sẽ không biết là cái yến nguyên tổ nó ngon như thế nào. Thì tương tự như vậy, thì đây là cái loại dưa lưới rất là ngon. Và dưa lưới nó là một cái loại quả mà Anna thích vô cùng. Nó hoàn toàn có thể thay thế được dưa hấu. Tại vì như Anna sẽ hướng dẫn bạn sau này thì dưa hấu ấy bạn không thể ăn thường xuyên trong quá trình giảm cân được. Nhưng mà dưa lưới thì bạn có thể ăn bất cứ lúc nào. Nhưng bạn hãy nhớ rằng này, dù là nó có ngon đến mấy, mình cũng không thể ăn một lần một trái được nhé. Nếu mình ăn như vậy thì tổng cái lượng đường nó có ở trong những cái loại quả này, nó đưa vào cơ thể của mình vẫn là rất là lớn. Cho nên là khi chúng ta ăn, chúng ta hãy ăn ví dụ góc 1/6 hoặc là góc 1/8. Còn nếu khi mà bạn đã giống như Anna, thực ra Anna không hề nhẹ cân một chút nào, Anna cũng khá là nặng cân. Nhưng nếu như mà Anna ăn sáng á, thì Anna có thể ăn một nửa trái dưa lưới này kết hợp với những loại rau củ quả khác. Thì đấy là bởi vì Anna đã fit form xong, Anna đã tạo, tức là mình đã qua cái bước gọi là bước ép cân, mình đến cái bước duy trì thì mình ăn khá là thoải mái. Vậy cho nên dưa lưới cũng là một trong những loại trái mà bạn phải nhớ đưa vào thực đơn của mình, không thể bỏ qua cái loại trái siêu tốt này nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái loại gọi là loại củ tiếp theo là cà rốt. Thực ra ấy, cà rốt nó là củ, và các bạn nhớ rằng là trong thực vật thì chúng ta sẽ ưu tiên ăn lá, ăn thân, sau đấy là ăn quả, và cuối cùng mới là củ. Bởi vì sao ạ? Trong tất cả các cái loại thực vật thì củ là cái nơi mà dự trữ tinh bột, cho nên là củ của nó sẽ là nơi có chứa nhiều tinh bột. Và giống như Anna có chia sẻ trong những cái video clip trước, cà rốt là một cái loại siêu thực phẩm nhưng chúng ta lại không nên ăn quá nhiều. Bởi vì nếu mà chúng ta ăn nhiều thì cái khả năng mà gọi là carotenoid nó sẽ làm cho da của chúng ta bị vàng cũng rất là cao. Vậy thì chúng ta sẽ ăn như thế nào ạ? Thường là cà rốt thì nếu mà bạn mà ăn, bạn có thể trộn trong salad thì khi mà mình bào nhỏ nó ra. Còn nếu không thì khi nếu mà mình ép nước á, thì mình cũng đừng nên là uống 1 ly 200-300ml nước cà rốt thì nó hơi bị nhiều quá. Chúng ta có thể lấy khoảng vài chục ml thôi rồi chúng ta mix với các loại rau củ quả khác để chúng ta có một cái ly nước ép mà nó cân bằng dưỡng chất hơn nhá. Rồi chúng ta sẽ đến với cái loại rau củ quả tiếp theo là dưa leo. Cũng như là những cái loại thực phẩm thân mọng khác á, thì dưa leo nó là một cái loại mà cung cấp cho chúng ta cái lượng nước rất là tốt. Và khi ăn dưa leo á, cái đáng quý của nó nằm ở lớp vỏ á. Thế mới đáng buồn, bởi vì dưa leo đang là một trong những cái loại rau mà chúng ta phun thuốc rất là nhiều. Vậy cho nên là thực sự thì cũng rất là băn khoăn trong cái việc mà có hướng dẫn các bạn là ăn cái vỏ của dưa leo này hay không. Nhưng mà Anna xin nhắc là trong cái trái dưa leo, cái lớp vỏ của nó chính là cái lớp mà giúp cho chúng ta đốt cháy mỡ, chính là cái lớp mà giúp cho chúng ta phòng chống ung thư và bệnh tật. Thế còn bên trong dưa leo thì đương nhiên nó cũng có những cái hoạt chất dưỡng chất rất là tốt rồi, và chủ yếu là chúng ta cần là cần cái lượng nước ở trong đó. Thế thì nếu khi bạn ăn và bạn biết được cái nguồn gốc cái trái dưa leo của mình là sạch thì bạn có thể ăn vỏ. Còn nếu mà bạn biết là nó không sạch thì chúng ta đành bỏ cái lớp vỏ đi để chúng ta ăn cái ruột của nó thôi. Đây, chúng ta đến với một cái loại quả cũng là loại quả tropical của chúng ta, đấy là dưa hấu. Rồi, bây giờ mình sẽ nói đến tại sao dưa hấu lại được có trong danh mục thực phẩm tàng hình và chúng ta nên ăn lúc nào. Thực sự thì như thế này, trong tất cả những cái loại trái cây rau củ có hai loại trái cây rất tốt, đó là dưa hấu và chuối. Thì trong cái quá trình mà các bạn ép cân thì các bạn không được ăn. Tại vì dưa hấu và chuối nó sẽ làm cho cái nồng độ đường tăng rất nhanh ở trong máu của chúng ta, và nó sẽ ức chế hoàn toàn quá trình đốt cháy mỡ. Đặc biệt nếu mà bạn lại còn ăn một lượng nhiều nữa. Có rất nhiều bạn đi tập gym về và sau khi tập gym á, thì mình ăn vài trái chuối. Thì đúng là chuối rất là tốt cho cơ bắp, nó có rất nhiều kali và dưỡng chất. Nhưng khi mình ăn như vậy thì nếu mình đang muốn, mục đích của mình là kích hoạt
cái quá trình đốt cháy mỡ diễn ra thì trong cái quá trình ép cân mình không ăn. Nhưng Anna vẫn phải đưa dưa hấu vào đây, bởi vì dưa hấu là một trong những cái loại quả mà nó quá 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 tốt, và cái nồng độ đường ở trong dưa hấu ấy nó có thể thay thế cho cái nồng độ đường, gọi là cái đường tinh luyện của chúng ta. Chúng ta cũng phải cần những cái loại quả ngọt, và lúc mà chúng ta thèm cái vị ngọt, chúng ta phải biết rằng à, chúng ta không ăn đường mà chúng ta nên tìm đến một loại trái cây ngọt. Thì Anna khuyến khích bạn là ăn dưa hấu. Và dưa hấu nó cũng có những cái hoạt chất mà giúp đốt cháy mỡ nội tạng rất là tốt. Cho nên là ngay cả khi mà bạn đang ép cân đi chăng nữa, nếu như bạn có những chuyên gia bên cạnh hoặc bạn kết nối với cả Yobo, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách mà để vẫn có thể thúc đẩy được cái lợi thế của dưa hấu trong quá trình đốt cháy mỡ nội tạng cho các bạn nhé. Rồi, có một cái loại trái như trái hồ lô rất là xinh là trái bí ngô. Và với cái trái bí ngô này thì bạn có thể không quen ăn sống. Nhưng mà bạn ăn sống trái bí ngô thì Anna thấy là cũng giống như bạn ăn khoai lang sống vậy. Và thực ra cái cách ăn của mình á, là có một số loại rau củ quả mình sẽ cắt mỏng và mình trộn cùng với salad thì nó rất là dễ ăn. Còn đương nhiên khi mà bí ngô mình nấu canh hoặc là mình xào tỏi, Anna nhớ là ở miền Bắc thì mẹ hay xào tỏi cái trái bí ngô này và ăn rất là ngon. Thế nhưng mà thực chất cái cách ăn đúng nhất á, là như Anna có nói từ đầu, là chúng ta sẽ ăn tươi sống hoàn toàn. Cho nên bí ngô sẽ là một trong những thực phẩm mà chúng ta sẽ sử dụng thái mỏng ra cùng với ví dụ cà rốt này, cùng với cả các loại rau xà lách này, hay là bó xôi, cải xoăn, để chúng ta sẽ trộn vào thành salad. Ok chưa ạ? Có một cái loại quả cũng là tropical của chúng ta, đó là quả đu đủ. Đây cũng là một loại mà các bạn có thể ăn. Đối với cái trái đu đủ này, nó ngoài cái việc là nó hỗ trợ cho chúng ta được gọi là một trong những cái loại mà siêu thực phẩm rất là tốt, thì nó còn có một đặc điểm là các bạn nữ nếu như mà ăn nhiều cái loại đu đủ ương và đu đủ xanh á, tức là nó đỏ nhưng mà nó đang còn giòn, đang còn sống á, nếu chúng ta ăn được cái loại đấy nhiều thì nó còn giúp cho cái vòng một của chúng ta tăng kích thước và tăng cái độ căng một cách tự nhiên. Đương nhiên nếu mà nói là nó đổi nó từ đang từ thế này mà thành thế này thì rất là khó, đúng không? Cái này là do gen. Nhưng mà nếu như mà một giống nó giống như là khi bạn ăn nhiều đu đủ, nó giống như là một cái trái cà chua đang bị héo mà bây giờ bị được nhúng một cái chất dinh dưỡng vào và nó trở nên căng mọng vậy, thì đấy cũng là một cái lợi thế của đu đủ. Và Anna đã đi một vòng tất cả những cái loại rau củ, trái cây được xếp vào thực phẩm tàng hình rồi. Và bạn thấy đấy là khá là đa dạng và bạn có thể ăn bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Có một cái mẹo cho bạn khi mà bạn ăn những cái loại như là rau xanh này, hoặc là ăn như là ăn bí này, hoặc là bạn ăn bất kể một cái loại gì, xà lách. Thì bạn sẽ dùng một cái loại nước sốt này. Anna không hề gọi là PR cho bất cứ một cái hãng nước sốt nào nhé. Nhưng mà Anna đã dùng cái nước chấm mè rang và nước sốt mè rang này rất là lâu rồi và Anna thấy nó khá là ngon. Và khi mà bạn ăn á, thì mình chỉ dùng để chấm thôi, chứ mình đừng, hoặc là trộn rất ít thôi. Mình sẽ tiết chế được cái lượng mình ăn, bởi vì dù sao đây cũng là một loại thực phẩm chế biến. Tuy nhiên nó sẽ giúp cho mình ăn rau rất là ngon. Thực ra khi bạn ăn rau như vậy thì bạn vẫn có thể trộn thêm một số những loại protein động vật như là gọi là như miền Nam gọi là giò lụa, rồi hoặc là hay là một số loại tôm, rồi cá, rồi thịt bò, thịt gà, thậm chí bạn có thể trộn thịt lợn. Bạn chỉ cần là gì, bạn ăn thì bạn hãy ăn cái phần nạc, bạn chọn những cái phần nạc của loại động vật đấy bạn ăn, chứ bạn đừng có ăn phần mỡ thì bạn cũng sẽ không bị tăng cân đâu. Và như vậy thì chúng ta đã đi một vòng tất cả những cái danh mục thực phẩm tàng hình. Đây là cái danh mục thực phẩm mà bạn càng ăn thì Anna đảm bảo với bạn là nó càng đốt mỡ. Cái kết quả thực tế đã được chứng minh trên những cái khách hàng sử dụng dịch vụ của Yobo từ trong gần một năm nay. Và họ đều có những cái kết quả rất là rõ rệt. Và cách ăn của chúng ta là như thế nào ạ? Bạn có thể thay cái bữa sáng thông thường của bạn và bữa tối thông thường của bạn bằng những loại rau củ quả này. Hãy nhớ là bạn sẽ ăn tươi hết hoàn toàn và bạn sẽ ăn liên tục trong vòng 4 tuần. Thì bạn sẽ giảm được khoảng từ 4 cho đến 6 kg tùy vào cái thể trạng của bạn. Mọi chuyện rõ ràng là nó không phức tạp như chúng ta nghĩ, chỉ có một cái vấn đề, một thách thức quan trọng là liệu
bạn có đưa mình vào cái trải nghiệm này hay không thôi. Và có thể bạn có rất nhiều lý do để mà không tin Anna. Chỉ có một cách để cho bạn tin, đó là bạn tin ở mức độ trải nghiệm. Mình hãy trải nghiệm nó và mình sẽ thấy cái kết quả nó khá là bất ngờ. Vậy thì tất cả những loại thực phẩm khác thì sao? Bạn của Yobo, Anna sẽ tiếp tục tư vấn cho bạn những cái danh mục thực phẩm nào bạn có thể ăn nữa. Tuy nhiên thì Anna khuyến nghị là thực ra ngày hôm nay cũng có khoảng tầm 18 đến 19 loại rau củ quả rồi, và thực sự nó cũng khá là đa dạng và chúng ta có thể ăn. Bữa trưa của bạn vẫn nên duy trì là bữa ăn chế biến thông thường và bạn có thể ăn bất kể thứ gì bạn muốn. Anna nhấn mạnh lại là bất kể thứ gì bạn muốn, đừng có đầy đọa cơ thể mình quá. Tuy nhiên nó có một cái lượng, và cái cách mà để mình ra cái lượng đấy như thế nào sẽ được hướng dẫn bạn trong một video clip khác. Hôm nay phần trình bày của Anna về danh mục thực phẩm tàng hình đến đây xin được kết thúc. Nếu bạn thích video này thì hãy cho Anna một like, một share, hãy bấm chuông, hãy subscribe trên YouTube của Yobo để cho Anna có thể có thêm động lực mà nhanh chóng ra tiếp những cái video tiếp theo.